Ủa, mình đã mát tí thôi mà.
Con ngủ dậy lâu chưa? Con đi làm việc ở trên kia mà. Con ngủ dậy lâu chưa? Thế con đói gì không? Con đói gì không? Đói gì không? Con đói lắm rồi. Thế phải làm rồi cho con ăn nhé. Cái bụng bé tí ơi. Cái bụng bé tí ơi. Thằng con bé tí ơi. Nó thương quá. Thương quá. Thương quá. Chứ nhà ông có kế rồi, còn đi hái đi nhá. Đây nhiều cảnh. Cái nghịch nó không cắn mà thoải mái. Cái chẳng qua là thích làm cho nó thấy thôi. Đây con này. Chúng ta vừa đây với mẹ hái này. Cái này hái quả chín. Rồi, con cầm quả chín. Con lấy quả chín này, con lấy quả chín này. Lúc này con là không ăn trời mưa, nó mưa nó bẩn đấy. Nó có hai dùng. Nó sử dụng. Ôi vô. Thả cái vô. Mày được đâu vậy? Hái quả này lấy chỗ đóng, lấy chỗ đóng này hái quả đi. Hái nhiều vào. À, bà mới làm vườn thôi. Cho nên là khác. Cho nó phải nào ngon ngon cho lấy con. Cái thoải mái mà. Mà nhiêu. Cái nào lấy được thì lấy. Thank you.
Chua không ăn được mà. Ngon mà, là phải phạt chua. Mình đã mát tí thôi mà. Ăn theo dối. Cam đây mất chế xui đâu. Ăn được, ngon. Lại ngon mà đang hạ chén lên nè.